biển Bắc Cực vào thế kỷ thứ 22, các chú cảnh sát tuần tra thời gian đang ra quân hàng loạt với các cỗ máy, thì radar bỗng phát hiện ra mục tiêu đáng ngờ. Họ bắt đầu sử dụng sơ đồ tác chiến để vây bắt. Nhưng không ngờ nó đã biến mất ngay trước mắt một cách ảo ma Canada. Lúc này ở hiện tại, Nobita nghe các bạn nói về vùng đất lý tưởng tên là Utopia. Nó là một hòn đảo có hình mặt trăng lưỡi liềm, những người sống ở đó đều rất vui vẻ, hạnh phúc, không có chiến tranh và chưa từng nếm mùi đau khổ. Chai En tham ăn nghĩ nếu được ở đó thì mình có thể ăn uống thỏa thích, Seiko đang thắc mắc liệu nơi ấy không có người xấu sao. Suka thì nghĩ toàn con nhà người ta sinh sống. Còn Nobita chỉ mong không có bài kiểm tra và không bị bắt nạt là mãn nguyện lắm rồi. Tụi trai En cà khịa cậu ở đâu cũng ngốc nghếch và hậu đậu vậy thôi. Nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn á. Đê khi đưa các bạn trở về với thực tại, nói rằng nó không có thật và chỉ được viết trong một cuốn tiểu thuyết, là một sản phẩm sáng tạo nhằm câu view. Tuy nhiên, cậu nói rằng giả thiết đó cũng có thể là thật vì nghe giang hồ đồn, rằng đã có những hòn đảo dần biến mất một cách khó tin như hòn đảo Thule, thành phố Atlantis dưới đáy biển, đảo Thiên Hương ở Trung Quốc. Nobita đang mơ màng hóng đờ ra ma thì thầy giáo bước vào khiến cậu sượng chân. Khi thầy trả bài kiểm tra, dĩ nhiên cậu lại bị ăn quả trứng ngỗng to đùng và lại bị nhắc nhở trước lớp. Cậu tưởng tượng cảnh sẽ bị mẹ ca cho một bài ca không quên, nghĩ tới đã thấy rùng rợn rồi. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tan học, Nobita rủ Suka đi chơi dây cùng, thì bị cô từ chối khéo vì nhà còn bao việc. Sau đó, cậu được tụi trai En mời ra sân chơi bóng chày và dằn mặt rằng nếu mà đánh dở, thì sẽ bị binh cho một trận. Quả nhiên không có điều kỳ diệu nào xảy ra, Nobita với các động tác lóng ngóng dở tệ đã giúp cả đội thua tan nát, và bị những sát thương chuẩn từ trai En. Bước chân mệt mỏi về nhà, cậu liền bị mẹ hỏi xem bài kiểm tra thì đành lấp liếm rằng, chưa tới ngày trả bài và chạy vọt thẳng lên tầng. Không biết hôm nay cậu bước chân trái hay chân phải ra đường, mà gặp những điều xui xẻo như vậy. Về tới phòng vừa mở cửa ra, cậu thấy một mớ hỗn độn ngổn ngang được bày ra. Doraemon đang vất vả sắp xếp, và phân loại các bảo bối còn sử dụng được sẽ đem đi tái chế, bảo dưỡng và sửa chữa. Nobita chế giễu rằng mèo ú toàn hàng phách. Cậu liền lấy túi rác không gian 4 chiều ra và cất tất cả những đồ, không còn xài được đi giúp hạn chế rác thải ra môi trường hơn. Nobita nghĩ ra một ý tưởng đỉnh cao, cậu giả nay rằng sẽ giúp Doraemon một tay dọn dẹp bãi chiến trường. Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Mèo ú thấy điều này có vẻ hư cấu vì cậu ta tự dưng siêng năng bất thình lình. Cậu giả vờ yên tâm bàn giao công việc, và ra ngoài để tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, với bé Momo lông ngắn mới kết bạn trên Zalo. Vừa đi khỏi, Nobita tranh thủ nhét bài kiểm tra bị không điểm, vào túi rác tính thủ tiêu tăng chứng vật chứng, thì bị Doraemon bắt tại trận. Khi bị hỏi, cậu ta như bị xịt keo, có tật giật mình nên quạo chối đầy đẩy. Mèo ú nói cậu cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Cả hai cãi nhau nảy lửa, cuộc chiến không khoan nhượng, lời qua tiếng lại bắt đầu lao vào combat nhau. Quá ồn ào, hai đứa bị mẹ mắng một trận mới thôi. Nobita bỏ ra bãi cỏ sau ngọn núi, nằm vắt chân chữ ngũ và ước rằng giá như vùng đất lý tưởng đó có thật. Đang thiêu thiêu ngủ thì một con bọ xanh từ đâu bay tới đậu vào mũi cậu, nó rất lầy lội đuổi cũng không chịu đi. Cậu được ước thấy, bất giác, Nobita nhìn lên bầu trời, ở đó hiện ra một mặt trăng hình lưỡi liềm ngoài đời thực, cậu giật mình bật dậy thì nó dần biến mất. Cậu kinh ngạc và vắt chân lên cổ chạy về báo cho Doraemon tin chấn động này. Trời đánh tránh miếng ăn, mèo ú đang định thưởng thức chiếc bánh rán thơm ngon trên tay, thì Nobita tông mở cửa cái rầm. Cậu rối rít kể rằng đã nhìn thấy Utopia lơ lửng trên trời. Doraemon cảm thấy nhức nhức cái đầu không tin đó là sự thật vì bên ngoài trời không một gợn mây. Cậu lôi ra bảo bối tờ báo thời gian và tìm đọc các bài phóng sự từ xa xưa xem có cái nào nhắc tới nó không. Có vẻ mơ hồ, hai bạn quyết định đi khám phá vùng đất ấy bằng phi thuyền. Nobita khiêu khích bằng ơn tiêu của Mina rằng đối với một con đỗ nghèo khỉ như cậu thì có nằm mơ mới được đi bằng phi thuyền, khiến Doraemon tự ái và vô cùng ức chế. Nobita không tự lượng sức mình, đến rủ Suka đi chung, bởi vì cậu học dốt quá nhưng cô lại nói là ả lôi. Cậu đành sử dụng tuyệt chiêu cuối, cô gái nào cũng mê vật chất như nhau cả, nghe đến được đi bằng phi thuyền thì thứ gì chịu nổi và quay xe tham gia ngay. Tụi trai En chỗ nào có biến thì có mặt ngay, nghe được tin hát thì xin đi ké. Bó tay với hai vị khách bất đắc dĩ này. Sau khi tụi Nobita nói dối phụ mẫu rằng sẽ đến nhà Seiko học nhóm, thì cả bọn gặp nhau tại bãi cỏ sau trường. Sau một cú điện thoại của đại gia ngầm với gia thế khủng, Doraemon A lo chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời một hồi, thì có ngay một phi thuyền to trà bá lửa đáp xuống trước mặt họ. Nó tên là Zeppelin, không những có thể bẻ cong thời gian, mà còn bẻ luôn được giới tính của bạn. Từ trên phi thuyền, một con robot duyên dáng đon đả giới thiệu đây là hàng Secondhand làm mèo ú quê muốn đội quần, và mời họ vào tham quan một vòng. Bên ngoài không những không đổ nát hoang sơ mà bên trong còn tiện nghi đến bất ngờ.
các bạn theo chân vào trong buồng lái, thì thấy máy móc trông rất đơn giản và mang phong cách hoài cổ. Đi thang máy lên tầng 2, mọi người bị choáng ngợp bởi có rất nhiều ngôi nhà đẹp tuyệt vời, trang thiết bị ngon lành cành đào, chạy dọc theo thân tàu, có thiết kế như ở Đức. Nó được lấy cảm hứng từ một kinh khí cầu rất nổi tiếng đã từng bay vòng quanh thế giới. Robot hướng dẫn viên tận tình chỉ cho mọi người từng nơi và nội thất ở đây. Tầng trên cùng là một đài quan sát, mọi thứ thật tuyệt đến khó tin. Sau đó, nó xin phép cáo lui và dặn dò họ mọi thông tin chi tiết hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Do Dogemon mua hàng tồn kho, nên công ty ưu ái tặng kèm một món quà tên là đồ chơi máy bay cất cánh tức thì. Nobita đang tò mò về một cái máy bay đồ chơi thì bỗng nhấn nút kích hoạt. Nó lập tức biến thành bộ đồ phi hành da ngầu đét có 102 rất vừa vặn, các bạn còn lại cũng biến hình theo trông thật bảnh tỏn. Ngoại trừ mèo ú, có vẻ chật vật đến khó thở với bộ đồ ôm body này, trông không khác gì con đuông dừa đang ngoe nguẩy. Cậu ta đành phanh cúc áo ra cho dễ thở, trông cũng rất gì và này nó đấy nhỉ. Sai công thức nhưng vẫn đúng kết quả. Bộ đồ phi công này có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ và áp suất khí quyển rất đỉnh. Ngoài trời, thời tiết bỗng thay đổi từ mưa sang nắng thất thường y như mấy bánh bèo bị bà dì ghé vậy. Dogemon nghiên cứu cách để điều khiển và thiết lập hành trình cho phi thuyền trở về châu Phi năm 1972. Cậu nhấn nút mở cánh cửa không gian đa chiều trên bầu trời và cất cánh bay vào trong. Tới nơi, cả đám đang bay trên cánh đồng cỏ, bên dưới là những loài động vật như gươu cao cổ, ngựa vằn, voi, tê giác trông thật sinh động. Bài báo viết rằng đã có một vật thể bay lơ lửng trên bầu trời ở xa van này. Các bạn có thể nhìn thấy các vật thể ở xa bằng cách đeo kính trên mũ vào. Đang zoom in, zoom out, thì một chú đại bàng lao tới làm Nobita không lường trước được khiến cậu giật thột. Cả đám thúc giục Dogemon lái như rùa bò và muốn tăng tốc hơn, vì vùng đất ấy thoát ẩn thoát hiện, cả bọn sẽ không tới kịp mất. Cậu nói đã đạt tới tốc độ giới hạn rồi, đòi xôi lại còn muốn thêm hành phi nữa. Mèo ú lên ý tưởng chia nhau ra để trinh sát và thị phạm. Với một cú búng tay, tên lửa nhỏ gắn trên lưng các bạn phình to ra tạo thành một chiếc phi cơ phiên bản mini bay lượn trên bầu trời. Không làm chúng ta thất vọng, cái gì bình thường rơi vào tay Nobita sẽ trở nên bất thường. Cậu lảo đảo và lái phi cơ lộn ngược đầu xuống dưới đất trồng chuối trên không trung. Bất ngờ, Seiko phát hiện ra một mặt trăng, tưởng tìm thấy rồi, nhưng bị hớ vì hóa ra đó chỉ là một chiếc khinh khí cầu. Cả nhóm quay trở lại phi thuyền để đến địa điểm tiếp theo năm 1854 tại Nhật Bản. Bài báo đưa tin rằng ở thời Edo, ngư dân địa phương đã nhìn thấy nó. Nhưng hóa ra chỉ là đám mây khổng lồ hình trăng lưỡi liềm thôi. Bất chợt cả đám đi vào vùng mưa bão, sấm chớp đùng đùng khiến phi thuyền chao đảo. Nhóm bạn đi tới hàng loạt các địa điểm mà tờ báo nhắc tới nhưng cũng không tìm ra. Cuối cùng, họ tới năm 1632 ở châu Âu để tiện nghỉ ngơi và ăn tối. Trong bữa ăn, hội bạn bóc phốt rằng chẳng có nơi nào như Nobita nói cả. Một chuyến đi vô nghĩa, thật ảo tưởng và cho rằng cậu ta nhìn gà hóa quốc. Nhưng Nobi thì cãi nhem nhẻm chắc nịch rằng đã tận mắt trông thấy. Sau đó, cả nhóm quyết định bỏ cuộc và ngủ một giấc để sáng hôm sau quay trở về nhà. Đêm đó, Nobita thì chẳng thể nào chợp mắt được vì cậu có một niềm tin mãnh liệt vào những gì mình đã thấy. Cậu buồn bã đi lên đài quan sát. Dogemon đi theo bỗng nhìn lên trời thấy một vùng đất được bọc trong mặt trăng lớn, dần hiện ra làm cả hai lắc mắt. Nobita vội khoe với đám bạn, quá ghê gớm, với khoảng cách xa như vậy mà nó đã to cỡ này rồi. Đột nhiên, chiếc phi thuyền bị một khối mây đen bao vây, tiếp đó vô cớ bị các tia sét tấn công liên tục nhưng chỉ là mũi đốt inox, con tàu vẫn đủ sức chống lại. Chai En liền manh động, thử vận may với các nút trên bảng điều khiển, đầu tiên là bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, sau đó biểu diễn lễ hội nhạc nước. Thật tuyệt vời, cậu ta bấm khí thế đến nỗi văng cả cái nút ra. Bên ngoài, các tia sét tiếp tục thăm ngàn khiến các máy móc dần hư hỏng. Cuối cùng, các tia điện tụ lại đánh một cú one shot one kill khiến cỗ máy bốc cháy khét lẹt và rơi xuống. Cả đám ngất trên cành quất, trước khi nhắm mắt, Nobita cũng kịp thấy cái bóng của kẻ phản diện kia. Tất cả bừng tỉnh giấc sau cơn mê nhưng không ai bị thương. Không biết đang ở đâu thì cả nhóm đơ như cây cơ khi thấy một ánh hào quang rực rỡ bên ngoài chiếu thẳng vào phòng. Hiện ra các công trình kiến trúc riêng biệt hiện đại, con người lái xe trên không, động vật, chim chóc, quang cảnh xung quanh trông như một thiên đường lơ lửng trên mây rất vi diệu. Tụi trai En nghĩ mình đã tiêu đời rồi nên mới đang ở chốn bồng lai tiên cảnh này. Nhưng không phải, họ đang ở vùng đất Utopia khiến cộng đồng mạng dậy sóng bấy lâu nay. Một chú mèo lạ xuất hiện, và xin lỗi họ vì những hiểu lầm không đáng có do cậu gây ra. Cậu giới thiệu rằng các bạn đang ở thiên đường của nhân loại có tên là Paradapia. Cậu ta là robot mèo hoàn mỹ tên là Sonier trông phong độ hơn, Dogemon nhiều và có nhiệm vụ bảo vệ vương quốc khỏi những kẻ xấu. Nhờ máy quét trí nhớ đọc ký ức, cậu đã nắm rõ lai lịch từng người mà không cần xin in tư, để xem họ có phải người tốt không.
các robot Clio Era tới trả lại họ bộ đồ phi công và mèo robot, khẳng định rằng vùng đất hoàn hảo này hoàn toàn có thật, và đưa cả đoàn đi thăm vương quốc. Trên cao có mặt trời nhân tạo, là biểu tượng của Paradapia, được kiểm soát bằng rào chắn, đồng thời tạo ra ánh sáng lành mạnh suốt cả ngày. Nhờ đó, mọi người có môi trường, không khí trong lành và an toàn trên không. Con người ở đây sống rất ôn hòa và tuân thủ nguyên tắc theo quy định. Người lớn thì cần cù lao động, trẻ em thì chăm chỉ học hành. Nơi đây tồn tại một quyền năng kỳ diệu, con người sống ở đây sẽ trở nên hoàn hảo không tì vết. Nobita sẽ trở nên học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và là một học sinh tiểu học giỏi toàn diện. Chai En và Seiko cũng gọt rửa được cái nết. Nơi này đúng triệu like. Để ở lại nơi này, họ phải đến gặp chủ nhân của Sonier để xin phép. Trong khi phi thuyền trả góp của nhóm bạn đang được sửa chữa, họ đi vào cung điện và gặp được ba vị hiền triết đã kiến tạo nên vùng đất này. Serki, Poli và Qeti, lần lượt họ đại diện cho chính trị, khoa học và văn hóa nghệ thuật. Họ nghe rằng chú mèo robot đã phá hỏng con tàu, và hiểu lầm các bạn là người xấu nên đã xin lỗi, bởi vẫn còn những kẻ tham lam ngoài kia muốn phá hủy nơi này. Sau khi biết nhóm bạn muốn ở lại, ba vị đã vui vẻ trao cho mỗi người một huy hiệu hình trăng lưỡi liềm, khi đạt tới cảnh giới tâm tĩnh lặng thì nó sẽ biến thành mặt trời. Cả nhóm được nhập học ở học viện, để rèn luyện thêm để có thể ở lại trên vùng đất của giới thượng lưu này. Còn Doraemon thì tham gia vào đội tuần tra vì cậu không phải con người. Cả đám được đưa tới chào hỏi các bạn trong lớp, bắt đầu với môn toán học thể chất. Các vòng mây xếp lần lượt được nối với nhau bởi luồng nước mềm mại, như giải lụa đào cà lơ phất phơ giữa chợ biết vào tay ai, uốn lượn kéo dài tới lớp học. Với con đường đi tìm con chữ chạy bằng Bluetooth này, thì Nobita sẽ không bị lo lạc đường nữa. Đến nơi, trước khi bắt đầu tiết học, để trí não lưu thông khí huyết, các bạn phải trải qua một khóa huấn luyện thể chất được các tinh linh robot hỗ trợ bày trí, ra trước mắt giống như công viên giải trí. Vừa chơi vừa học, đang trượt máng nước trên thuyền thì có một vách ngăn, chặn đường Nobita lại, một bài toán cực khoai hiện ra từ bảng điện tử, đoán đúng thì mới được đi tiếp. Seiko cũng gặp điều tương tự khi leo lên cây cột, đang lúng cuống nhẩm bài thì đã hết thời gian. Suka cũng bất ngờ với trò chơi này, do cô chủ quan nên đã trả lời chật lất. Còn trai em đang đi thăng bằng thì giật mình ngã, khi phép tính hiện ra đột ngột khiến cậu đột quỵ. Do chưa quen với loại hình độc lạ này, nhóm bạn không trả lời đúng câu nào cả. Nobita tức phát khóc vì các đề toán không dễ xơi chút nào. Cuối cùng, được các bạn trong lớp cổ vũ, khích lệ, cậu đã vận dụng hết neuron thần kinh trung ương lên não bộ, và cái kết cũng trả lời đúng, mừng gớt nước mắt. Phía trên bầu trời Doraemon đang đi tuần tra cùng Sonier, và được biết nơi này được bao phủ bởi tấm lá chắn tàng hình và bên ngoài không thể nhìn thấy được. Nhưng quá khứ dơ giấy dễ gì giấu giếm, nó có điểm yếu là không duy trì liên tục được nên nhóm bạn mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Doraemon tò mò tái máy thử chạm vào lớp rào chắn, thì lập tức bị đông cứng lại trở về thời kỳ băng hà với sóc Edgard. Thì ra nó không những có chức năng giữ nhiệt, mà còn có thể phòng thủ bằng cách hóa đá bất cứ thứ gì chạm vào. Thật bá đạo trên từng hạt gạo. Sonier lấy ra một chiếc micro đẽo các lớp băng trên người mèo ú, như một cục đá bào mới giúp cậu thoát một kiếp nạn. Các tinh linh robot nhỏ đến báo rằng, có một con bò sữa không được khỏe và nhờ cậu tới giúp. Tới một trang trại, thấy một chú bò rất yếu không thể tiết sữa. Doraemon muốn chữa bằng bộ đồ bác sĩ, nhưng sực nhớ ra các bảo bối đã được đem đi bảo dưỡng hết rồi. Sonier lấy cái micro lúc nãy thu nhỏ chú bò và đưa nó tới bệnh viện gặp bác sĩ. Mèo ú rất ngạc nhiên vì nó giống y chang cái đèn pin thu nhỏ của cậu, nhưng khác là nhiều chức năng hơn. Tới giờ ăn tối, các bạn được phục vụ những món ăn thực sự ngon mắt, phù hợp với chế độ dinh dưỡng khác nhau cho từng thể trạng và lứa tuổi của mỗi người. Hương vị các món ăn rất xứng đáng là hội tụ tinh hoa ẩm thực thế giới. Giờ giấc ở đây cũng rất quân đội, mọi người phải đi ngủ từ lúc 8 giờ tối và bình minh lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Với bản tính ngủ mọi lúc mọi nơi của Nobita, thì e rằng sẽ không thức dậy nổi. Nhưng có vẻ cậu đã quyết tâm trở thành một học sinh ưu tú nên ba cái đồ yêu này, sao làm khó được cậu. Sau đó họ được đưa đi nghỉ ngơi ở ký túc xá, ở đây to như ngôi nhà chung ở Nectop Model vậy. Mỗi phòng có đầy đủ tiện nghi và có quần áo sạch để thay. Bỗng một hồi chuông rung lên như lời cảnh tỉnh, vạn vật xung quanh bắt đầu đóng cửa, thả rèm, các kiến trúc thu mình lại như trạng thái ban đầu, rào chắn biến mất, phố lên đèn như hội chợ lô tô. Đêm đến là thời điểm thu thập ánh sáng từ các tia vũ trụ, các đường phóng xạ chiếu xuống hấp thu vào thánh đường, và chuyển hóa thành năng lượng sử dụng hàng ngày, nó nhỏ đến mức không thể quan sát bằng mắt thường được. Và lý do Paradapia lơ lửng trên trời có tác dụng vừa tránh quân địch, và nhận được nhiều ánh sáng nhất. Năng lượng từ đỉnh của cung trăng chiếu rọi xuống tạo lớp lá chắn cho vương quốc một lần nữa. Nobita háo hức sáng mai thức dậy mình có thể trở thành phiên bản giống như đê khi rồi. Trong khi các bạn đang chìm trong giấc mộng, một người phụ nữ mặc áo choàng xuất hiện bí ẩn. Cô ta sử dụng son môi ánh sáng quét lên bề mặt tạo ra một lỗ hổng đột nhập,
vào bên trong. Ngày hôm sau, hồi chuông đã vang lên báo hiệu trời đã bừng sáng, Nobita lại trở về với con người thực, vẫn là cậu nhóc chuyên ngủ nướng và lười chảy thây. Bạn bè bên ngoài gọi cháy cổ họng cậu mới lơ mơ bước ra. Trong tiết học khoa học và tự nhiên, khi cô giáo gọi hỏi bài, cậu vẫn thản nhiên ngủ gật và ậm ở không trả lời được. Còn Gen Z trai em đã thay cậu nói ra đáp án, lập tức chiếc huy hiệu sáng lên nổi một hình tròn nhỏ. Ba mẹ thì ở nhà lo lắng cho Nobita lắm, còn ở đây cậu ta vẫn chậm chạp và chưa tiến bộ được tí nào. Sáng hôm sau, các bạn đang cùng tham gia lớp học toán như thường lệ, Nobita cảm thấy buồn cho bản thân vì cậu chỉ lươn lẹo cuộc sống bằng mồm. Năng lực có hạn nhưng sự làm biếng thì vô biên, thấy các bạn giỏi lên từng ngày, có mỗi cậu là dừng chân tại chỗ. Thấy vậy, mọi người cùng nhau hô hào nhả vía, ủng hộ, động viên cậu sẽ làm được khiến cậu nhóc rất lấy làm cảm kích. Nhưng lớp trưởng Hana có vẻ rất lo lắng. Huy hiệu của mọi người đã dần chuyển thành mặt trời, còn cậu vẫn là hình trăng khuyết. Tình hình học tập không tiến bộ của Nobita được gửi đến ba vị hiền triết, họ đã sống từng này tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này, cả và cậu bị cho vào danh sách đỏ vì rất quý hiếm. Chiều đến giờ ăn cơm, Doraemon tìm Nobita đỏ cả mắt, cuối cùng thấy cậu ngồi trên cánh đồng hoa đang chiêm nghiệm về vạn vật. Cậu bắt đầu ngàn năm văn vở, buồn bã tâm sự rằng mới có 3 ngày, trai em đã trở thành hoa hậu thân thiện hòa bình thế giới, Seiko không còn xấu tính mỏ nhọn nữa, còn cậu thì vẫn dở ẹc như mọi ngày. Sonia đằng sau nghe thấy thì nói rằng Nobita có vẻ vô tư, hồn nhiên như cô tiên hơn những người khác nên mới thế. Rồi Doraemon và Nobita nói chuyện chẳng tử tế được bao lâu lại quay ra xăm soi cãi nhau, tình anh em có chắc bền lâu. Chú mèo robot thấy vậy bật cười khoái trá vì thấy cả hai sơ hở là tiểu phẩm thật hài hước, cậu bất ngờ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chưa được cười no nê, thoải mái như vậy. Trong quá khứ, cậu từng bị ruồng bỏ vì cũng hậu đậu và vô dụng như thế, nhưng nhờ các vị tiền bối nâng đỡ mà mới có cậu của hiện tại. Sonia cảm thấy tình bạn của hai người thật đáng ngưỡng mộ, tuy cái mỏ hơi hỗn chút, nhìn mà muốn cưng vô lây hết sức. Trong đêm đó, mọi người đang ngủ thì cô gái bí ẩn bước vào, Nobita đang đi giải quyết nỗi buồn thì thấy cô ta chuẩn bị cầm hàng nóng. Cảm thấy nguy hiểm, cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa hai lựa chọn nên tiếp tục đi xả lũ, hay chạy về báo cho Doraemon biết, thì người lạ mặt đã tiến đến chỗ thánh điện. Cô ta cải trang thành Sonia để đánh lừa, và triệu tập ba vị hiền triết định bắt tất cả đi. Cô bắn vào một trong ba người, thì robot cảnh vệ xuất hiện đứng ra lấy thân mình đỡ đạn, lập tức biến thành con chuồn chuồn nhỏ. Lúc này mèo robot hàng diêu xuất hiện tấn công kẻ mạo danh kia, cuộc đấu súng diễn ra vô cùng kịch tính như phim hành động Hollywood. Sonia thua kèo liền bị bắn rơi vũ khí và chuẩn bị ăn lôi điểu lên bảng đếm số, thì Doraemon xuất hiện, dùng áo choàng phản đòn ra đỡ kịp. Người phụ nữ mất cảnh giác và bị bắn văng vũ khí tới chân Nobita, với pha bách đo, cậu nhặt lên và nhắm chuẩn xác biến kẻ lạ mặt kia thành con bọ cánh cam rơi xuống. Linh tính sẽ có đồng bọn kéo tới, ba vị hiền triết cho sơ tán vương quốc ngay lập tức bằng dịch chuyển thời không. Sau những rung động đầu đời của không gian và thời gian, tất cả đang ở nửa sau thế kỷ thứ 7 dưới biển sâu tại Nhật Bản. Nhưng do có lớp rào chắn bảo vệ tối ưu, nên họ vẫn thở được khiến Nobita có vẻ rất thích thú. Có lẽ truyền thuyết về Utopia chính là Paradapia này chăng? Hai bạn đang đi về nơi cư trú, thì gặp bạn nhỏ lớp trưởng Hana đang ngồi một mình thẫn thờ. Nobita bắt đầu nổ còn hơn cô hai báo, kể về chiến tích mới lập được, nghe đến đoạn địch bị biến thành một con côn trùng, thì cô bé tỏ ra rất lo lắng và hỏi nó ở đâu. Hana vạch trần bộ mặt của ba người đứng đầu, mọi người ở đây đều bị ăn quả lừa rồi, chưa hiểu chuyện gì, thì con bọ cánh cam lúc nãy từ trên cổ của Nobita bay ra. Doraemon dùng bảo bối tia sáng biến hình nó lại thành người như cũ. Nhưng cơ chế của nó không giống với khẩu AK mà cô gái sử dụng, do sự chuyển hóa nửa nạc nửa mỡ nên cô chỉ biến thành một tiểu yêu tinh biết bay. Cô tự giới thiệu mình là thợ săn tiền thưởng Marimba, gia đình Hana đã thuê nhờ cô giải cứu và trở về thế kỷ 22. Cô bé từng bị dụ dỗ đến nơi thiên đường này, cô tưởng rằng sẽ được đi đu idol và sẽ trở thành thiên sứ. Nhiều người cũng bị một cú lừa và họ bắt đầu bị tẩy não. Huy hiệu mỗi người đang đeo chính là áp kế và mỗi lần tới kỳ trăng tròn, tất cả sẽ phải nghe theo những gì ba vị hiền triết kia nói. Hai bạn vẫn chưa tin họ là những kẻ phản diện. Marimba nói thêm về thủ đoạn này, họ đã dùng ánh sáng để thao túng tâm lý của con người, gọi là năng lượng duy trì sự sống, mà ba kẻ đã phát minh ra nhằm thống trị vương quốc, ai càng tiếp xúc ánh sáng càng nhiều thì càng bị thuần hóa. Bởi vậy, khi biết được kế hoạch đen tối đó, đội tuần tra thời gian ở đầu cảnh phim đã tổ chức cuộc vây bắt, nhưng không thành công vì sự dịch chuyển thời không quá nhanh quá nguy hiểm. Trong lúc tụi Doraemon phân vân cuộc đời sẽ nở hoa hay bế tắc, Marimba rất tự tin rằng mình sẽ lật đổ được âm mưu của chúng. Mèo ú bắt đầu nhớ ra ở tương lai cũng có nhân vật tương tự, chính là nhà khoa học loạn trí, tiến sĩ Jay, thuộc cung cự sử.
còn mối quan hệ giữa ba người Hiền Triết và ông ta vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Hai người còn đang nghi ngờ những điều ấy có phải sự thật hay không và thắc mắc tại sao Hana lại không bị ảnh hưởng gì bởi thuật thôi miên ấy. Cô bé liền tiết lộ bí quyết, có một loại kẹo đặc chế, nếu ăn liên tục thì sẽ không bị chi phối và hồi phục tâm trí. Sau đó, cô nhờ chị đại cứu cả những người khác trong vương quốc. Khi đó, Marimber phân tích một lúc thì phát hiện ra vị trí thu thập năng lượng để chuyển hóa, nhưng không thể ra tay phá hủy nó được vì đội cảnh vệ tuần tra rất đông và nghiêm. Nobita rất sốc khi sự kỳ vọng của mình về vùng đất này bị sụp đổ, đau khổ như lúc bị người yêu cắm sừng vậy. Cậu chày cối không muốn tin đó là sự thật. Cho dù con người có vui buồn thế nào, thì ngày mới lại tới, mọi chuyện vẫn cứ xảy đến. Liệu ta có kiểm soát được nó hay chịu bị điều khiển như những con rối? Sáng hôm sau ở lớp học, Nobita vô tình va phải Chai En. Ở thế giới khác chắc cậu bị trẹo quay hàm rồi. Nhưng không, tên mập lại cười hề hề và nói không sao, hiền như cô tấm vậy. Cậu cảm thấy mất mát trong lòng và từ đó chú ý tới hành vi của mỗi người hơn. Đến giờ ăn tối, Nobita cố tình ăn phần thức ăn của tụi Seiko, nhưng cũng không có bất kỳ sự phản ứng gay gắt nào. Cậu gợi ý cho mọi người đã tới lúc quay trở về thế giới của mình, rồi thì họ quyết tâm ở lại đây mãi mãi. Ô mai chúi, Nobita cảm thấy mọi người đang sinh hoạt theo một quy trình, do ba vị hiền triết lập ra, họ sống cứ như cỗ máy, không khóc lóc, buồn bã, giận dữ hay cảm xúc gì, điều này rõ ràng không hề hoàn hảo đối với một con người. Doraemon tìm cách liên lạc với đội tuần tra không gian, nhưng không có sóng vì lớp rào chắn bên ngoài rất kiên cố. Hai người chạy đi đánh thức nhóm bạn cùng chạy trốn, thì bị cho là bé hư và còn tố cáo ngược lại. Kẹo đặc chế sắp hết thời hạn, Hana quyết định ở lại để ba người lên đường giải quyết công chuyện. Cả đám dùng vòng xuyên thấu và khăn tàng hình tới chỗ phi thuyền của Doraemon. Đúng như dự đoán, nó chưa hề được sửa chữa như chúng nói. Nhưng theo sách hướng dẫn thì vẫn còn một đường lên đài quan sát phía trên, có thể bẻ cong thời gian theo cách thủ công. Trước khi bắt tay vào hành động, Doraemon dùng máy hút tiếng ồn để khi làm việc tránh không bị phát hiện. Đêm dài lắm mộng, trong lúc mèo ú và Marimber đang gấp rút loay hoay sửa các thiết bị, thì Nobita chơi gì cũng ngu mà chơi ngu là giỏi. Cậu ta lỡ đá chân vào lon đựng tiếng ồn, âm thanh thoát ra như dàn loa nhạc đám cưới giờ em đã là vợ người ta. Lập tức chiếc phi thuyền bị bao vây bởi các Leo Era, chúng dùng máy quét bên trong có kẻ xâm nhập, và gửi tín hiệu đến chỗ ba kẻ hiền triết. Lập tức chúng ra lệnh cho Sonia dẫn quân đi vây bắt họ. Chúng bắn vào phi thuyền trả góp và cảnh cáo mọi người hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, bỗng một màn bắn pháo hoa tỏa ra đánh lạc hướng địch, đạn bẻ cong thời gian được khai hỏa mở ra một hố đen vũ trụ, Doraemon thành công khởi động phi thuyền. Nhân lúc quân lính không để ý, Nobita bắn một phát súng biến các robot thành côn trùng. Cánh cửa thời gian đang dần đóng lại, ba người tăng tốc bay ra được nhưng vẫn kéo theo mèo robot và bầy lính đuổi theo sau. Trong lúc bị truy đuổi, chị đại Marimber lập tức tìm cách liên lạc cho đội cảnh sát thời không tới ứng cứu, thì máy bay bỗng dừng hết nhiên liệu. Các Leo Era sắp dí kịp thì Nobita quay trở lại bắn đạn biến hình, và cứu được mèo ú. Sonia bắn tia sáng trúng chị đại khiến cô rơi xuống và lọt vào địch. Trong lúc ấy, trong đầu cậu bị hai phe đối lập tác động giằng xé. Một bên quỷ dữ là ba tên Lý Thông, xúi dục hãy tiêu diệt đối phương một cách dứt khoát và nhanh chóng. Một bên thiên thần tụi Nobita, thì cố gắng khuyên nhủ giúp cậu quên đi hỉ nộ ái ố trần gian, quay về cõi Niết Bàn. Gợi nhớ cậu về cảnh ở đồng cỏ hoa, trái tim cậu đã thổn thức ra sao, cậu được sinh ra để làm bạn với con người chứ không phải công cụ cho họ sai khiến, đừng đánh mất chính mình. La muốn banh cái cổ họng, cuối cùng Sonia đã cảm nhận được tình bạn vĩ đại ấy và quyết định rửa tay gác kiếm. Nhưng đâu có dễ, bọn cầm đầu kia hét lên đe dọa rằng, cậu sẽ bị bỏ lại trong đống phế thải và bị ruồng bỏ như xưa, cậu giật mình lỡ tay bóp cò bắn về phía những người bạn. Khi tỉnh lại, tụi Doraemon nhận ra mình đang bị đem ra làm vật thí nghiệm cho công trình nghiên cứu của chúng. Nobita là mục tiêu đầu tiên, nhưng đâu có ngờ chúng đã thua ngay từ lúc bích tướng. Ba kẻ hiền triết giơ tay lên, lập tức quả cầu năng lượng hóa thành màu xanh và chiếu thẳng vào. Ánh mắt cậu đục dần và trở nên vô hồn, răm rắp nghe theo lệnh quỳ xuống. Cả Seiko, Suka và Chai En cũng bị ba người thao túng tâm lý không còn cảm xúc và tình cảm con người. Kế hoạch tân ánh sáng Paradapia bắt đầu được khởi động. Tất cả được đưa về nơi Nobita sinh ra nhờ bước ngoặt dịch chuyển thời gian. Cả thành phố sẽ được thanh tẩy tâm hồn và sớm muộn cả Doraemon cũng sẽ bị cải tạo giống như Sonia. Kẻ tổn thương lại muốn làm đau người khác. Bọn chúng thật thâm độc ra lệnh cho Nobita tiêu diệt chính người bạn của mình. Cậu ngập ngừng chĩa súng về phía mèo ú. Doraemon bắt đầu thuyết phục cậu bạn của mình bằng đạo lý. Dù không hoàn hảo nhưng đừng đánh mất bản thân. Đừng trở thành phiên bản của bất kỳ ai vì mỗi chúng ta là một cá thể đặc biệt và duy nhất. Nobita bắt đầu dần hồi phục tâm trí trở lại. Chúng rất tức giận và ra lệnh cho Sonia giải quyết.
Đang nói thì mèo ú bị robot bắn biến thành một con côn trùng bé nhỏ ngay trước mặt Nobita và từ từ rơi xuống trái đất. Chỉ khi con người đánh mất đi điều gì đó quan trọng thì thực sự mới tỉnh ngộ. Cậu như phát điên và giật chiếc huy hiệu trên ngực vỡ tan. Nobita hùng hồn nói rằng Doraemon đã luôn ở bên, cùng chung sống, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui, cùng khóc và là người bạn vô cùng quý giá đối với cậu. Suka tuy đôi khi có bảo thủ nhưng có một cái tâm tốt bụng. Seiko xấu tính một tí nhưng rất quan tâm đến người khác. Chien có cục xúc hay bắt nạt bạn bè nhưng có một trái tim cực kỳ dũng cảm. Nghe tới đó, ba người choàng tỉnh trong cơn mê và họ cùng đứng lên phản công đập tan chiếc huy hiệu. Chúng ta không nên chạy theo thành tích mà hãy nghĩ tới nhân cách con người. Dù mỗi người một vẻ nhưng đó là tính cách riêng biệt rất thú vị cần có. Bỗng một tiếng nói từ đâu vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, một quái nhân xuất hiện, đó là tiến sĩ Jay, hắn vẫy tay cảm ứng tắt hệ thống rào chắn, Utopia dần hiện ra trên bầu trời. Các máy móc chuyển động phức tạp, bên trong phòng nghiên cứu chính là ánh sáng Paranavia đích thực. Khi được kích hoạt, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn, ánh sáng này chiếu xuống trái đất và toàn nhân loại sẽ phải tuân theo ý của lão ta. Đang định nhấn nút khởi động thì Sonier xuất hiện phá hủy âm mưu của tiến sĩ Jay. Cậu nhận ra các bạn là những người có tâm hồn biết yêu thương, có cảm xúc, điều này không bao giờ bị xóa bỏ. Bản thân cậu cũng có trái tim ấm áp. Thế giới ảo tình yêu thật. Chị Marimber tranh thủ bay ra lấy một quả bom ném vào tâm ánh sáng làm nó tắt ngúm. Ông ta chợt nhận ra mình lúc nhỏ cũng giống cậu nhóc Nobita này. Cũng vụng về, không được tích sự gì, bị coi thường và dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không được sự công nhận của người khác. Chính vì vậy hắn muốn xóa bỏ mọi cảm xúc của tất cả con người. Hắn muốn trốn chạy chứ không dám đối diện. Không ăn được thì đạp đổ, giờ đây cảm thấy không còn đường lui. Hắn muốn kéo mọi người chống lại hắn phải bị tiêu diệt hết, nên đã tắt chức năng duy trì năng lượng để vùng đất bị rơi tự do xuống trái đất. Ranh đồng mà cứ nghĩ mình là cao thủ 5 sao, hắn vội vàng lên xe tẩu thoát. Mọi thứ trong thành phố bắt đầu dần dần sụp đổ. Mọi người trong thành phố đang rất hoang mang thì được nhóm Doraemon cứu lên phi thuyền. Còn Sonier tìm cách ngăn không cho hòn đảo này rơi xuống bằng đèn pin thu nhỏ của mình. Mọi người cuối cùng cũng bay ra được hòn đảo và may mắn thoát nạn. Còn thành phố Utopia vẫn đang rơi xuống. Đang trong lúc không biết phải làm thế nào thì Nobita nhớ đến Doraemon và con bọ bị rơi trên mặt mình lúc nhìn thấy hành tinh này rất có liên quan với nhau. Nghĩ đến đó, cậu ta chạy điên cuồng tới một bụi cây và tìm thấy con bọ màu xanh ấy, cậu đã vứt bỏ nó đi. Sau đó, chị đại dùng máy bắn biến hình con mèo ú trở lại. Cuộc hội ngộ chưa kéo dài được bao lâu thì nhớ ra còn Sonia đang đỡ hành tinh khỏi rơi xuống. Cả đám dùng trong chóng che bay lên hỗ trợ thì thấy cậu ta đang còng lưng gánh vác, sức mèo có hạn, Doraemon phát cho mỗi người một găng tay sức mạnh cùng nâng tạ tập gym, nhưng cũng bất lực. Nobita bỗng nhảy xuống nghĩ tới túi rác 4 chiều. Doraemon phóng to túi rác để chứa hành tinh Paradapia, nhưng do lực ma sát bên trong bắt đầu nóng lên và sớm muộn cũng phát nổ. Sonier chợt sáng chế ra một giáo án mới và nói rằng, mọi chuyện hãy để cậu ta lo liệu, còn mọi người hãy tránh xa khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng. Nhưng lương tâm không cho phép, họ không đành bỏ cậu lại một mình kiên quyết ở lại. Sonier đành phải bắn hỏng các trong chóng tre, mọi người rơi xuống bằng dù thoát hiểm. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Sau đó cậu cầm túi rác bay thẳng lên trời cho đến khi nó nổ tung, trả lại sự yên bình và cuộc sống thường ngày cho người trái đất. Cả nhóm chỉ biết đứng nhìn khóc thương, lúc này chị Marimber đến báo rằng, Anti Phan Dây đã bị bắt vì nghiệp quật không trượt phát nào, mọi người cũng đã trở về an toàn. Cả nhóm đang buồn rầu vì sự hy sinh của Sonier, thì từ trên trời một vật thể rơi xuống, đó là bộ nhớ của cậu. Vẫn còn chút hy vọng, sau khi trở về từ nhà máy tương lai, Doraemon hứa sẽ tái tạo cho cậu một cơ thể mới. Tụi bạn nhảy nhót vui mừng và không ngờ rằng, vụ nổ lớn như vậy mà bộ nhớ của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Quả là một kỳ tích, chính là định mệnh, quân tử nhất ngôn, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại cậu ấy. Niềm vui đang chớm nở thì một tờ giấy cà lơ phất phơ bay xuống dưới chân của mẹ. Thì ra đó là bài kiểm tra điểm không của Nobita. Cậu không thoát được đâu con trai. Con ti không tình yêu,